Ngày 27 tháng 9, Thánh Vincent Paulo, không rõ năm sinh, mất vào năm 1660. Cảnh một người hầu hấp hối xưng tội trên giường bệnh như đã mở mắt Vincent để nhìn thấy nhu cầu tâm linh của vùng quê nước Pháp thời bấy giờ. Đó là giây phút quan trọng trong cuộc đời của một người xuất thân từ nông trại nhỏ ở Gascony, nước Pháp, mà bấy giờ việc đi tu làm linh mục không có gì lớn lao hơn là có được một cuộc sống tiện nghi. Chính nữ bá tước De Gondi, có người đầy tớ được Vinh Sơn giúp đỡ, đã thúc giục chồng bà cung cấp tiền bạc và hỗ trợ một nhóm truyền giáo có khả năng và hăng say muốn hoạt động cho người nghèo, người hầu và tá điền. Lúc đầu, cha Vinh Sơn quá khiêm tốn nên không nhận làm người lãnh đạo cho nhóm này. Nhưng sau một thời gian hoạt động cho các tù nhân khổ sai ở Ba Lê, ngài trở nên nhà lãnh đạo thực sự của tổ chức này mà bây giờ được gọi là Hội Thừa Sai hay Tu Sĩ Dòng Thánh Vinh Sơn. Các linh mục này với lời thề khó nghèo, khiết tịnh, vân phục và bền vững, tận tụy làm việc cho dân chúng ở các thành phố nhỏ hay làng mạc. Sau này, cha Vinh Sơn tổ chức các nhóm bác ái để trợ giúp tinh thần cũng như thể chất của những người nghèo trong mọi xứ đạo. Từ sinh hoạt này, với sự trợ giúp của Thánh Louis de Marillac, xuất phát tổ chức nữ tử bác ái, mà tu viện là bệnh xá, nhà nguyện là nhà thờ của giáo xứ và khuôn viên là đường phố. Ngài huy động các bà giàu có ở Ba Lê để quyên góp tài chánh cho chương trình truyền giáo, xây bệnh viện, giúp đỡ nạn nhân chiến tranh và chuộc lại khoảng 1.200 người nô lệ da đen. Ngài hăng hái tổ chức tĩnh tâm cho giới tu sĩ khi sự sao nhãng, lộng hành và ngu dốt lan tràn trong giới này. Ngài là người tiên phong trong việc huấn luyện tu sĩ và thúc đẩy sự thiết lập các chủng viện. Đáng để ý nhất, Vinh Sơn là một người hay cáo kỉnh. Ngay cả bạn hữu của Ngài cũng công nhận điều ấy. Ngài cho biết nếu không có ơn Chúa, Ngài sẽ rất khó khăn và lạnh lùng, cộc cằn và gắt gỏng. Nhưng Ngài trở nên một người dịu dàng và dễ mến, rất nhạy cảm trước nhu cầu của người khác. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã đặt Ngài làm quan thầy của mọi tổ chức bác ái. Nổi bật nhất trong các tổ chức này dĩ nhiên là Dòng Thánh Vinh Sơn, được thành lập vào năm 1833 bởi chương phước Frederick Ozanam, là người rất ái mộ Thánh Vinh Sơn. Lời bàn: giáo hội là của mọi con cái Thiên Chúa, dù giàu hay nghèo, nông dân hay trí thức, thượng lưu hay bình dân. Nhưng hiển nhiên điều giáo hội lưu tâm nhất là những người cần sự giúp đỡ, đó là những người trở nên cô thế bởi bệnh tật, nghèo đói, ngu dốt và sự tàn ác. Thánh Vinh Sơn Paulo rất thích hợp là quan thầy cho mọi Kitô hữu ngày nay. Khi người đói ngày càng nhiều và lối sống xa hoa của người giàu ngày càng đối chọi với tình trạng sa sút về thể chất và tâm linh của con cái Thiên Chúa. Lời trích: hãy cố gắng vui lòng chấp nhận sống với những điều kiện khiến bạn bất mãn. Hãy giải thoát tâm trí mình khỏi những điều làm bạn phiền hà. Thiên Chúa sẽ lo lắng mọi sự. Khi bạn vội vàng lựa chọn, bạn sẽ làm buồn lòng Thiên Chúa, vì người thấy bạn không tôn kính người đầy đủ với sự tin tưởng thánh thiên. Hãy tin tưởng vào người, tôi nài xin bạn, và bạn sẽ được no đầy những gì mà tâm hồn bạn khao khát. Thánh Vinh Sơn Paulo, thư từ.